Nếu các bạn có nhu cầu mua Robert thì hãy truy cập robertviet.com. Bán Robert uy tín, chất lượng, an toàn và giá rẻ nha các bạn. Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Rank Big Online hem. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi join mấy bạn tân thủ bằng cái con du biển chơi nha các bạn. Hiện tại là mình đang tới được đảo tân thủ rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần triệu hồi cái con du biển ra thôi hem. Từ từ để mình trốn cái đã các bạn. Xong hải quân nó cứ dí mình dữ rồi à. Dí từ bên tổng bộ dí qua tới bên đây. Luôn mới được các bạn. Luôn mình sẽ giấu cái chiếc thuyền này đi ha. Tại vì mình đang cosplay là một cái nhân vật cùi mía các bạn à. Súng nè heo, rồi kiếm cũng toàn là đồ cùi không à. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi triệu hồi con du biển ra heo. Đi thôi. Bây giờ để xem coi mấy bạn đó ở đâu. À đây. Tập trung. Triệu hồi ra nào các bạn. Từ từ. Núp mới được các bạn. Đây nè. Cái chỗ này được ha. Ủa không được à. Nó không cho mình bám vô biển ở đây các bạn ơi. Chỗ này không cho mình bám vô biển ra. Đọc giấy. Vậy là bám cũng phải mình bám cái chỗ thích hợp nữa. Không có bám được ở đây. Ở đây nè. Đó. Đi con. Du biển gì bà con ơi, du biển gì. Du biển cái kiện chạy đi. Du biển. Cô du biển đứng đó lộng hành các bạn thôi. Chắc bà du ca bắt du biển các bạn. Đúng rồi. Bắn nó đi các bạn. Xanh xuống gì bắn nó. Đúng rồi. Để tôi bắn cho. Có con du biển to đùng ở đó. Đâu có ai biết mình lợi hại nữa các bạn. Mình cosplay cái dạng này mà. Mình cũng ẩn đồ vô hết rồi. Chết. Còn cổng dây chuyền các bạn ơi. Cất luôn cổng dây chuyền vào. Đó. Thế này mới là tân thủ chính thực em. Ở đâu hết rồi, du biển nè, hắn đập nó đi. Các bạn kia nhảy ra ngoài chờ du biển luôn kìa bạn ơi. Ghê chứ. Và sau khi mà mấy bạn triệu hồi á thì phải cần 45 phút nữa để mấy bạn mới triệu hồi được ha. Rồi bạn kia xuống du biển bị cái mập dí đi chứ. Làm sao mà chống nổi với con du biển mình đây. Rồi nó mất miếng máu rồi nha các bạn. Nó có 1,000 máu à. Mà mạnh lắm nha, không có yếu đâu. Bạn kia với du biển chèo thuyền ra luôn. Được rồi. Để mình ra giúp đỡ bạn. Mình đang tập người cá mà. Bây giờ mình rớt biển mình đâu sợ đâu. Du biển nha bạn ơi. Đập đó. Du biển kìa. Đó. Nó gầm kìa. Chạy lẹ đi bạn ơi. Chéo đi. Thiền đang bị mất máu từ. Ôi nó vào cái đây rồi. Chạy đi bạn. Chạy đi. Tiêu mình rồi. Hên quá. Cô mạng đi. Vậy cả thả du biển ra còn gián điệp. Nó phun kia. Mấy bạn chạy lẹ đi. Ồn. Nó phun cái chết luôn các bạn. Chạy đi. Điện của người ta lái không được. Điện đến Mù Si. Kêu đồ độc đến. Giải quyết của du biển này. nhìn mấy bạn ân hữu nhìn hài chứ. Ủa coi nó phun kìa bạn. Mà đâu đủ level đâu để nó giết mấy bạn này ha. Nói chung là cũng phải đến cái level mà mấy bạn PK đó thì nó mới giết được. Du biển ghê gớm thì chứ. Đó bây giờ nó đứng đó nó cứ phà tàu nó lặn dí theo luôn kìa. Rống bằng đó rồi. Chạy không khỏi rồi.
thuyền mình đâu? Đây 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 đây, thuyền mình đây. Rồi. Chạy lẹ đi bạn, để mình sẽ giải cứu bạn. Chạy lẹ đi, hiến tấn công kìa. Lên thuyền mau. Chạy lẹ đi, Du Hiển Chi. Nói kìa, nhanh lên. Nó dí tới cùng luôn các bạn ơi. Du biển đi ghê thiệt. Đó, hãy quân ra nữa kìa. Du biển, giải quyết. Cái con du biển này nó nghe lời mình ta. Qua đây, qua đây. Đâu mà chát tiếng này không, mình có biết gì đâu. Kè, 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 kè. Nó tiêu diệt hải quân cho bạn xem nè. Ôi, nó tới nữa rồi. Tại vì cái chỗ này á, tân thủ ít gặp vua biển lắm các bạn à. À đây, 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 đây. Vua biển tới. Yên tâm, từ từ. Có mấy bạn đang farm ở đây nè. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Chắc là không biết vua biển của mình nó chết rồi đấy chữ Trenly. Ở trên tên của mình có hiện không ta? Ồ, hãy vua biển nhảy ra, đúng rồi, hay lắm. Từ từ, từ từ, từ các bạn ơi. Có con vua biển lộng hành duy trì lâu lắm nha các bạn. Hình như là không, thậm chí là không hết giờ luôn nha các bạn. Ơ, nó bắn kìa vua biển, quay lại. Quất. Đang phà ai đây nè các bạn ơi. Rồi xong. Nhân vật kia lặn dưới luôn rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy cái đuôi của vua biển quất dưới kìa. Rồi giờ tới bên đây, anh sẽ giải quyết bên kia. Tấn công vua biển. Phà. Ừ đó, nhiều đó, đúng rồi. Bắn vô, chìm thuyền hồ. Giác phủ ra sang vua biển luôn kìa bạn, ghê thiệt. Từ từ. Nó đang nhắm mục tiêu ở trong kia. Chạy đâu? Bóng bóng xà phòng. Ủa cái chiêu đó mạnh lắm nha các bạn. Đó mấy bạn thấy không? Có con vua biển thôi mà nó làm gần hết luôn hả? Mấy bạn phải có trái quỷ kìa. Này có chừng trái magu là bắn một cái là như tiêu tan nè. Đây nè, bạn nào mới đem thiền ra đây cũng bị vua biển tiêu diệt rồi nè. Đứng giác ba yoga chơi với vua biển luôn. Hài chứ. Đây nè, bạn giác búa kia chết rồi nè các bạn. Vua biển ghê gớm thiệt. Có một mình vua biển là làm ráo quá nè. Ủa bạn này kêu mình Ali đâu, mình Ali thử. À, nằm bên kia. Giờ chỉ biết đứng nhìn á. Mấy bạn chạy không có được. Nó có cái chiêu phun ra le le xung kích á, mấy bạn chạy không được. Đó chiêu này nè, đó. Chạy đâu rồi bắn tới giác ba vua ca, bắn vua biển kìa các bạn. Bắn nãy giờ được nhiêu máu rồi. Còn 800 mấy máu à. Còn nhiều rồi, chiêu này chạy. Chạy đi đâu? Chèo thiền ra cô Du Hiển nữa nè các bạn. Được rồi. Yên tâm đi mấy bạn, tấp ba bốn góc là Du Hiển cũng nhíu à. Ờ, coi ba ơi, coi lấy bazooka bắn Du Hiển dày chừng nào nó chết. Bắn ra luôn, đúng rồi. Đúng rồi, phải như vậy, đúng rồi. Vác búa ra, đập nó. Hay lắm mấy ơi. Chìm rồi, ba hết nổi rồi. Cái chiêu vua biển nó ghê lắm. Cái chiêu mà phà ra đó các bạn. Chiêu nào cũng dữ dội hết à. Rồi. Vừa bị cái mập dí nữa chứ. Mà vừa bị vua biển phà nữa. Rồi, chuẩn bị chìm tàu. Có con vua biển đi cho mấy bạn lên thủ ghê tiếu thì luôn chứ. Nó phun nè. Chạy đi đâu hả? Có bạn hình như mình mới thấy bơi ở đây đúng không? Chắc chìm rồi. Nó bị cá mập giết rồi bạn. Con vua biển nó đứng đây nó cam kinh dị ở đây nè, chết rồi nè. Nó chỉ đứng yên có một chỗ đó thôi á. Mà ba bạn hiện tại đang điêu đứng. Ba. Lấy thiền ra xăng. Sửa thiền lại xăng vua biển hay cái gì? Tiếu thiệt chứ mấy bạn.
Mà đúng thiệt, mà có cái con du du biển mà tạo đây á, cam mấy bạn tân thủ chết luôn á. Chừng hai ba bạn ở trong cờ rêu thôi mà có cái đồ triệu hồi du biển ra, cái con du biển này nó không có mắt các bạn, nó phải chết luôn chứ nó không có mắt, nó phải chết hoặc là các bạn thoát. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, một và một người đang chuẩn bị tiến lại gần tổng tấn công du biển, hình như là tập thiên thần nè. Giặt súng ra, đúng rồi. Làm gì? Bắn, đúng rồi, hay lắm. Rồi, giết con du biển mình. Nè, bắn nè. Bắn, dám bắn ta. Phá liên, từ từ, từ từ, từ từ các bạn. Chờ, chờ du biển hồi chiêu cái. Hãy xem đây. Bông bóng nước đâu? Trời ơi, phà vậy đâu có được, chiêu bông bóng nước kìa. Chạy thiền lại gần. À, tiếp cận gần à. Tiếp cận gần là cái con đường chết. Rồi xong. Nằm cũng ngay. Chết 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 chết. Mình chết là coi như là con du biển nó toàn luôn á. Không được. Còn mấy bạn ở trong đây đang cố gắng. À, âm thầm, âm thầm, âm thầm à. Âm thầm, từ từ, từ từ, từ từ. Ta đang tiến vào tử địa. Rồi xong, chìm. Âm thầm các bạn định định bơi lại tiếp cận du biển các bạn. Chắc là mấy bạn này chỉ chưa gặp du biển luôn nè, tại vì mấy bạn nó cấp nhỏ đó, đang farm ít gặp du biển lắm. Với các bạn bounty thấp á, bạn ít gặp du biển lắm em. Thôi thôi, thả con du biển ra quýnh hết luôn bạn ơi. Đó đó đó, chống cự. Quýnh lết hết mà. Mấy bạn này là dạng người người ngoài các bạn ơi. Như là Hàn Quốc phải không? Tiếng này tiếng Hàn phải không? Đúng rồi. Mình cũng biết đúng hay không nữa. Mấy bạn giờ chỉ biết đứng nhìn con du biển phà thôi chứ không làm được gì hết. Đó, đứng nhìn vậy thôi á. Bắn, bắn vô cái nhíu. Rớt liền. Ghê lắm các bạn. Các bạn thấy có một con du biển mà từ nãy giờ làm sạch đây hết không? Làm xanh xanh hết luôn. Không chừa một ai hết mà. Thôi được rồi các bạn. Video này coi như là mình troll chơi chơi thôi ha. Thật sự là cũng không có ác ý gì hết. Ra... ra thoát ra cho mấy bạn đó farm nữa các bạn ơi. Gì vậy? Gì vậy? Định định lấy cái gian trường của mình chạy vậy sao mà được? Chạy chạy. Du biển bắn nhíu không không? Bạn này đâu đủ level đâu các bạn. Tét 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 tét. Tét gian trượt. Nói chung là game này á thiền của người ta đó thì mình không có lấy chạy được á. Chỉ để nhìn thôi các bạn à. Cái gì đây? Đây nè. Thôi được rồi các bạn. Video đến đây thì cũng tạm dừng ha. Thì gửi lời cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo em. Thì cho bạn này ra ngắm nghía du biển chơi. Đây. Rồi chém, chém vô. Lại cấp độ bạn này đâu có đâu để quýnh được. Rồi cảm ơn các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Woo.